thì đến giờ anh chính thì nó đưa lên đây. À, đây vẫn nằm ở phòng cấp cứu, nhưng mà cấp cứu của để qua đấy, khoa thì để qua tiêu hóa thế này. Thế là hôm đầu đấy được đâu chuyển sang đây? Đây tức là làm đấy là cấp cứu hồi sức, nó cấp cứu xong là ai bị bệnh gì thì nó chuyển về khoa đấy làm vào phòng cấp cứu của khoa, chứ dưới đấy nó cứ để làm đấy. Xong sau ai bị bệnh gì thì nó đưa lên khoa đấy, ví dụ chị bị gãy xương thì nó sẽ đưa lên khoa xương, lái cấp cứu ở đấy cho ai thôi, xong là thành như này phòng cấp cứu của khoa, xong là ở phòng cấp cứu của khoa này bao giờ mà ấy thì nó cho ra phòng bệnh kia. Thế nên mày bỏ bột rồi bắt làm việc nào?